Đừng đi, đừng đi. Ở đó rất là nhiều dơi luôn, quá trời dơi trên đó luôn.
sản của Lạng Sơn nè, được bỏ vô một cái mâm và luôn nấu bốc khói như thế này, nhìn rất là hấp dẫn luôn, khói bốc lên đó. Con này bán ở trước cổng chợ Đông Kinh đó. Đây là lá mực. Đây là vịt quay xứ lại. Uống lòng hả con? Trà lỏng ạ. Đây là trà đá của Lạng Sơn nha. Có thể uống lạc, uống lỏng. Dạ. Uống. Đây là ly trà đá. Cái bàn cờ. Đang quay chuẩn bị đánh xuyên âm này, em quay vào con sĩ này. Đấy, quay vào con sĩ. Đơn giản nhé.